Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu bước vào cao điểm phục vụ kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Biến những gốc cây cà phê lâu năm thành các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị phạt thêm 18 tháng tù. Siêu bão Sala có khả năng sẽ đổi hướng liên tục. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt đầu bước vào dịp cao điểm phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Trong những ngày này thì sân bay dự kiến khai thác 3.600 lượt cất hạ cánh với khoảng 625.000 lượt người. Để phục vụ thuận lợi cho việc đi lại của người dân, sân bay đã sẵn sàng tổ chức nhiều phương án hạn chế tình trạng hoãn chuyến và quá tải. Dịp lễ năm nay, hành khách chỉ cần có điện thoại đã đăng ký định danh điện tử mức độ 2 sẽ nhanh chóng qua vòng làm thủ tục, cửa kiểm tra an ninh và ra máy bay. Nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Tôi có thể là không cần phải ra sớm hơn này. Là khi mà ra đến nơi á thì tôi chỉ cần check qua và hành lý là xong rồi. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho mở lại khu vực cổng 89 nhà ga quốc tế để tối ưu việc phục vụ khai thác và tăng cường phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất. Dự kiến dịp nghỉ lễ Quốc khánh trung bình một ngày cảng Tân Sơn Nhất khai thác 720 chuyến bay với khoảng 125.000 lượt hành khách. Trong hai ngày cao điểm là 31 tháng 8 và 4 tháng 9 sẽ tăng lên khoảng 740 chuyến bay một ngày, phục vụ khoảng 130.000 hành khách. Sân bay cũng yêu cầu các hãng taxi được nhượng quyền hoạt động tại đây tăng cường năng lực phục vụ 24/24 giờ, cam kết không tăng giá dịch vụ tại bất kỳ khung giờ nào trong ngày. Hôm qua, đơn vị quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã khuyến cáo các tài xế cân nhắc chọn lộ trình khác để tránh bị ùn tắc dịp lễ này. Thông báo được đưa ra khi lượng xe lưu thông tại một số đoạn trên cao tốc này đang vượt gần gấp đôi về năng lực khai thác. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam, lượng xe qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ngày càng tăng cao. Trong đó, đoạn từ An Phú đến nút giao với tuyến Dầu Dây Phan Thiết đang vượt gần gấp đôi năng lực khai thác. Đơn vị quản lý tuyến cao tốc cũng khuyến cáo các tài xế chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để tránh nguy cơ xảy ra va chạm trên tuyến. Cuối tháng 4, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết dài 99 km nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã được thông xe. Tuyến đường này giúp rút ngắn một nửa hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết Mũi Né còn khoảng 2 đến 2,5 giờ, trở thành một lộ trình chính từ thành phố đến trung tâm du lịch trên. Lễ Quốc khánh 2 tháng 9 là kỳ nghỉ dài cuối cùng trong mùa du lịch cao điểm. Vì thế, các địa phương có thế mạnh du lịch đã và đang chuẩn bị rất kỹ để phục vụ du khách. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những điểm đến được người dân yêu thích, nhiều sự kiện văn hóa thể thao quy mô lớn đang hoàn tất công đoạn chuẩn bị, sẵn sàng chào đón du khách. Nối tiếp thành công của giải bóng chuyền bãi biển trong ngày 2 tháng 9 tới tại bãi biển Dinh Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền sẽ diễn ra cuộc thi chèo súp, quy tụ nhiều vận động viên trên khắp cả nước tham dự. Trong khi đó, tại huyện Xuyên Mộc, lễ hội âm nhạc Les Charm Fest 2023 sẽ trở lại hoành tráng và công phu hơn năm trước. Nổi bật nhất là sân khấu chuyển động có quy mô lớn nhất tại Hồ Tràm. Thành phố Vũng Tàu cũng đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị cho lễ hội bia Vũng Tàu diễn ra trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9. Người dân và du khách sẽ được khám phá ẩm thực và văn hóa uống bia từ các quốc gia đặc trưng, thưởng thức các tiết mục trình diễn âm nhạc hấp dẫn. Ngành chức năng tỉnh đã nhắc nhở các cơ sở kinh doanh điểm du lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ cũng như kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông để du khách có thể tận hưởng dịp lễ một cách trọn vẹn. 5 năm qua tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có một câu lạc bộ tập hợp những giáo viên dạy bơi đầy nhiệt huyết. Các thành viên đã cùng nhau tổ chức dạy bơi miễn phí với mục tiêu góp sức đẩy lùi tai nạn do đuối nước ở trẻ nhỏ. Câu lạc bộ tập hợp gần 10 thầy cô đang giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất tại các trường học trên địa bàn và các bạn tình nguyện viên đạt thành tích cao trong môn bơi lội, nắm vững kiến thức, kỹ năng bơi. Thì các em hay tắm thì sẽ gặp các trường hợp đuối nước mà không biết cái cách để làm sao mà cứu được, thì mình sẽ cần phải dạy cho các em những cái kỹ năng. Đối tượng của lớp dạy bơi này là trẻ em nghèo, trẻ khiếm thính. Nhóm còn phối hợp dạy bơi miễn phí cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thì câu lạc bộ của tụi em đã thành lập được khoảng 5 năm nay, hỗ trợ cho thiếu nhi khó khăn và nhất là những học sinh khiếm thính, thì tụi em cũng cố gắng hết mức có thể trang bị cho những em kỹ thuật cơ bản nhất để em có thể tự cứu lấy mình. Các lớp dạy bơi miễn phí được lần lượt tổ chức đã lan tỏa sự nhân văn, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn nắm được kiến thức, kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước và phát triển thể chất một cách toàn diện. Hơn 300 em nhỏ đã biết bơi mỗi năm từ các lớp học này.
Bên cạnh hạt cà phê, một trong những nguyên liệu dồi dào không kém của tỉnh Đắk Lắk, thủ phủ cà phê Việt Nam, là những gốc cà phê đã đến giai đoạn tái canh. Thay vì đem bỏ đi, nông dân tại đây đã tìm ra cách để biến chúng thành những sản phẩm độc đáo, nhiều công dụng hữu ích và có giá trị kinh tế. Cây cà phê này gắn bó với anh Hùng gần 40 năm và đã đến giai đoạn phải khai thác để tái canh. Nhiều lúc vô vườn cà phê người ta tôi làm để lấy củi thôi, nhưng mà anh em tôi muốn nhìn để giữ lại cái hình ảnh mảnh đất Ba Giang này là có cây cà phê tuổi đời của nó trên 50 năm. Những gốc cây cà phê tuổi đời từ 30 năm trở lên có dáng đẹp sẽ được chọn. Trải qua 14 công đoạn, chúng sẽ trở thành các tác phẩm mỹ nghệ đa dạng như bình cắm hoa, bàn ghế, thư pháp, tượng. Các phần lồi lõm chính là những điểm nhấn độc đáo mà chỉ riêng gỗ cây cà phê mới có được. Người nghệ nhân phải chế tác rất là kỹ, thì phải sử dụng những cái dụng cụ rất là nhỏ để ta cậy, ta có thể làm được những cái vỏ ra để ta giữ được cái vẻ đẹp tự nhiên của nó. Thực sự cái giá trị nó rất cao. Nó cao hơn khoảng từ 200 đến 500 lần so với lại cái việc mà chúng ta chỉ để làm củi. Giữa làn sóng thời trang hiện đại với nhiều trào lưu trang phục thì chiếc áo bà ba truyền thống vẫn có sức sống bền bỉ và được nhiều người lựa chọn và trân quý. Tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, một tổ hợp tác may áo bà ba đã ra đời gần một năm nay và hiện là địa chỉ quen thuộc để chiều lòng nhiều chị em phụ nữ muốn sở hữu chiếc áo bà ba đẹp. Tỉ mỉ từng đường kim mối chỉ trong bước luôn áo bà ba, chị Hồng Nhung tận dụng thời gian rảnh sau khi hoàn tất việc nhà để nhận may áo cho khách. Theo nghề thợ may đã lâu, nhưng đặc biệt chị Nhung vẫn thích nhất là may áo bà ba truyền thống. Nghề may này thì tôi đã gắn bó được mười mấy năm rồi. Khi mà giao chiếc áo bà ba cho khách bận mà vừa dặn đẹp tôm dáng lên, cảm thấy mình được hạnh phúc lắm. So với những loại trang phục khác, áo bà ba khó may hơn, phải chăm chút thật kỹ từ khâu đo ni, cắt áo, may áo. Các thành viên trong tổ là các chị thợ may ở trên địa bàn của huyện, tổ cũng chủ động mở cái lớp thêu, nó công phu hơn thì nó sẽ giá nó cao hơn. Các chị ở đây may đường may mũi chỉ rất là đẹp, rất vừa với dáng áo của tôi, chỉ có 100 ngàn một áo thôi. Khách hàng của tổ hợp tác là những cô giáo, chị em nội trợ, người đi làm ở nhiều độ tuổi. Cũng có nhiều khách ở xa tìm đến để may một lần tận mười mấy bộ áo bà ba đủ màu sắc. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều người trẻ hiểu và ưa chuộng nét đẹp của áo bà ba. Nhờ đó, tổ hợp tác có đơn hàng quanh năm để bám trụ với nghề, giữ gìn nét đẹp duyên dáng của tà áo miền Tây. Tiếp theo trong phần sau, ép nạn nhân viết giấy nợ và cướp tài sản, 8 bị cáo chia nhau 48 năm tù. Sét đánh đứt đường điện trung thế khiến hàng ngàn hộ dân mất điện. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, sau 4 ngày xét xử thì chiều qua, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tòa tuyên phạt thêm 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với mức án là 12 năm tù của 3 bản án trước đó, hình phạt chung áp dụng với bị cáo Chung là 13 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử xác định, với động cơ cá nhân, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã quyết định công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện theo phương thức đặt hàng là trái pháp luật, cho phép trồng cây trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau là trái quy định. Hành vi sai phạm của bị cáo Chung đã tạo cơ hội cho một số bị cáo khác lợi dụng nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Do vậy, hành vi của Nguyễn Đức Chung đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế Công ty AIC là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, vốn đã về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật. Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, trước khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC đã bỏ trốn và chỉ đạo những thuộc cấp trực tiếp thực hiện dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác. Bộ Công an đề nghị các bị can đối tượng bỏ trốn có liên quan đến các vụ án công ty AIC hãy trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự tuyên phạt y án sơ thẩm đối với 8 bị cáo cùng ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, tổng cộng 48 năm tù về tội cướp tài sản. Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Nghĩa, ngụ huyện Vĩnh Thuận, cho Lê Hoàng Kiên, ngụ cùng địa phương vay tiền. Thế nhưng sau đó, Kiên không trả nợ và cũng không thừa nhận vay tiền. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, Nghĩa thuê nhóm của Nguyễn Văn Khang đi đòi nợ Kiên. Chiều tối ngày 2 tháng 5 năm 2022, Khang cùng với 6 đối tượng khác đến nhà Kiên đập phá tài sản, đồng thời dùng hung khí ép Kiên ký giấy nợ và lấy đi 2 chiếc điện thoại di động của vợ chồng Kiên. Tại phiên phúc thẩm, 8 bị cáo đồng kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ gì mới để giảm tội. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của 8 bị cáo. Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Công Anh quê tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang Công Anh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm 43, khu phố 2, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Tang vật thu giữ tại hiện trường là một gói tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 500 gram. Công Anh khai mua ma túy của một đối tượng chưa rõ nhân thân tại tỉnh Bình Dương với số tiền gần 140 triệu đồng. Khi đang trên đường mang về thành phố Biên Hòa tiêu thụ thì bị bắt. Trưa qua, hàng ngàn hộ dân tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bị mất điện khi một tia sét đánh trúng vào đường dây trung thế trên đường Lê Lợi. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực thành phố Sa Đéc xuất hiện dông lốc. Trong cơn dông, mọi người nghe hai tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa điện. Tiếp theo đó, đường dây điện bị đứt, rơi xuống đường. Thời điểm xảy ra sét đánh đường vắng nên không xảy ra thương vong. Vụ việc đã khiến hơn 2.000 hộ dân thuộc phường 3 và một phần phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc bị mất điện. Nhận tin báo, Điện lực Sa Đéc đã điều lực lượng và phương tiện đến khắc phục sự cố. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, Indonesia khai trương tuyến đường sắt LRT tự hành trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Lung linh lễ hội đèn lồng dân tộc truyền thống trên sông Tư Nguyên, Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các mô hình dự báo khí tượng quốc tế, bão Saola đang ở cấp độ siêu bão. Sau khi quần thảo ngoài khơi Philippines và đổi hướng liên tục, hiện bão đang có xu hướng đi ngược lên phía Bắc. Và dự báo trong thời gian tới, bão sẽ đổi hướng liên tục và đi vào khu vực giữa Philippines và đảo Đài Loan, Trung Quốc. Theo dự báo, bão Saola sẽ quét qua phía nam đảo Đài Loan trước khi di chuyển về tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Cơ quan ứng phó thiên tai tỉnh Phúc Kiến đã kích hoạt các biện pháp ứng phó bão Saola. Bắt đầu từ trưa nay 29 tháng 8, tất cả các tuyến du lịch của bến phà Hạ Môn sẽ tạm dừng hoạt động. Tất cả tàu cá được yêu cầu vào nơi neo đậu tránh trú, chậm nhất là đến trưa thứ Tư 30 tháng 8. Thuyền viên và ngư dân cũng phải di tản đến nơi an toàn. Trước đó, bão Saola đã càn quét khu vực phía đông bắc của đảo chính Luzon, Philippines trong đêm ngày 26 tháng 8, gây lũ lụt trên diện rộng và buộc hàng trăm người phải di tản. Hôm qua, Indonesia đã khánh thành các tuyến vận tải đường sắt hạng nhẹ LRT tự hành trị giá 2 tỷ đô la Mỹ nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng trở nên trầm trọng tại thủ đô Jakarta. Hệ thống tự hành LRT có trung tâm vận hành tại Bekasi và vẫn có các nhân viên phục vụ trên tàu. Các trạm LRT trải rộng trên các khu vực trong và ngoài thủ đô. Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết tuyến LRT tự hành dài hơn 40 km sẽ đi qua thủ đô Jakarta và các thành phố vệ tinh gồm Bogor, Depok và Bekasi. Tổng thống Widodo nhấn mạnh Jakarta luôn nằm trong top 10 thành phố tắc nghẽn nhất thế giới với gần 1 triệu phương tiện ra vào Jakarta mỗi ngày. Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện nhanh MRT, đường sắt tự hành LRT, xe buýt nhanh BRT. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia cũng thừa nhận việc chuyển đổi từ sử dụng phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng không dễ dàng. Ví dụ, mục tiêu đặt ra đối với hệ thống MRT là đón 180.000 lượt khách một ngày. Tuy nhiên, đến nay nó chỉ đón được 80.000 lượt khách một ngày.
Hôm qua, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật một ngôi mộ cổ 3.000 năm tuổi. Theo các chuyên gia, đây có thể là ngôi mộ của tu sĩ Paco Pampa nổi tiếng ở quốc gia Nam Mỹ này cách đây 3 thiên niên kỷ. Theo Bộ Văn hóa Peru, thi thể tu sĩ Paco Pampa được chôn dưới 6 lớp tro trộn với đất đen, cùng nhiều bát gốm trang trí và con dấu biểu thị nghi lễ cổ xưa. Trên cơ thể của ông còn có những dấu hiệu của người tầng lớp thượng lưu hay người có địa vị cao trong xã hội. Chúng tôi đã phát hiện một ngôi mộ 3.000 năm tuổi. Đây là ngôi mộ rất đặc biệt, với kích thước lớn, rộng gần 2 mét và sâu 1 mét. Thi thể là nam giới, nằm úp mặt, nửa thân trên duỗi thẳng, còn hai chân vắt chéo. Đây là một tư thế rất đặc thù. Hai con dấu cũng được phát hiện ở rìa trên của ngôi mộ, một khắc hình người hướng mặt về phía đông và một khắc hình người hướng mặt về phía tây. Ngoài ra, một ghim cài áo lớn làm từ xương, chủ yếu dành cho nữ giới, cũng được tìm thấy dù thi thể trong mộ là nam. Bộ Văn hóa Peru cho biết thêm, dự án khảo cổ Paco Pampa hoạt động từ năm 2005. Dựa trên các lớp đá khai quật, thì vị thầy tế này đã được chôn cất vào khoảng năm 1200 trước công nguyên. Vượt qua nhiều thí sinh ở vòng chung kết, Trang Tử Tuyền đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 51 vào cuối tuần qua. Người đẹp 21 tuổi này được nhiều người nhận xét có nhiều nét giống ca sĩ IU của Hàn Quốc. Trang Tử Tuyền đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện khảm hồng ngọc ước tính trị giá 3 triệu đô la Hồng Kông. Trong khi đó, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Vương Di Nhiên, còn Á hậu 2 thuộc về Vương Mẫn Từ. Trang Tử Tuyền là sinh viên đại học chuyên ngành khoa học thực phẩm và dinh dưỡng tại Đại học Hồng Kông. Cô được truyền thông mô tả là IU phiên bản Hồng Kông. Tháng 7 vừa qua, Trang Tử Tuyền đã cùng các thí sinh Hoa hậu Hồng Kông 2023 đến Việt Nam ghi hình và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Cuối tuần qua, lễ hội Đèn lồng dân tộc truyền thống trên sông Tư Nguyên đã được tổ chức tại huyện Tư Nguyên thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cứ vào rằm tháng 7 hàng năm, khi màn đêm buông xuống, người dân địa phương và du khách lại thả những chiếc đèn lồng đủ màu sắc xuống sông Tư Nguyên. Khi đèn lồng trôi theo dòng nước, họ lại hát lên những bài ca tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong may mắn cho gia đình. Ngoài thả đèn lồng, những người tham gia lễ hội còn tổ chức múa lân sư rồng, biểu diễn ca múa nhạc dân tộc và các hoạt động khác. Sự kiện được chính quyền địa phương tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995. Đến năm 2014, lễ hội đèn lồng dân tộc truyền thống trên sông Tư Nguyên được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc. Hôm qua, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha thông báo đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales liên quan đến nụ hôn vượt quá giới hạn của ông này với cầu thủ Jenny Hermoso ngay trong lễ trao huy chương ở World Cup nữ vừa qua. Đại diện Văn phòng Công tố cho biết hành vi của Rubiales có thể cấu thành tội tấn công tình dục. Jenny Hermoso cũng được mời đến làm việc với các công tố viên trong vòng 15 ngày tới để nhận được thông báo về các quyền của bản thân với tư cách là nạn nhân. Thông báo của Văn phòng Công tố được đưa ra ngay trước cuộc họp khẩn của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 8 theo giờ địa phương. Trong khi đó, mẹ của ông Rubiales đang tuyệt thực trong một nhà thờ ở thị trấn Motril để phản đối các đối xử mà bà cho là vô nhân đạo với con trai bà. Ông Luis Rubiales được cho là đã hôn cầu thủ Hermoso mà không có sự đồng thuận của cô trong lễ trao giải World Cup nữ 2023 ngày 20 tháng 8. Vụ việc gây ra tranh cãi dữ dội và trở thành vụ bê bối lớn của bóng đá Tây Ban Nha. Hôm qua, các vận động viên đã cùng nhau chụp ảnh với tháp Eiffel Paris để kỷ niệm trong một năm trước khi diễn ra Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2024. Hầu hết các vận động viên đều là người Pháp và sẽ tham gia các môn thi đấu dành cho người khuyết tật. Sự kiện quy tụ nhiều vận động viên khuyết tật nổi tiếng như vận động viên bóng bầu dục Selan Cedric Namkin, vận động viên quần vợt Selan Pauline de Roulet và vận động viên đấu kiếm Selan người Italia Beatrice Vio. Đây là sân nhà để chúng tôi, các vận động viên, sẵn sàng thi đấu vào năm 2024. Đây cũng là cơ hội để khán giả nước Pháp biết đến tất cả các môn thi đấu của Paralympic. Thứ nhất là khi mọi người mua vé, họ biết rằng sẽ được thưởng thức những môn thể thao thi đấu đỉnh cao. Và thứ hai, điều quan trọng đó là thông qua sân chơi này, nó sẽ thay đổi nhận thức của khán giả về thế giới, về sự tồn tại của khoảng 1,2 tỷ người khuyết tật. Tôi nghĩ rằng sự kết hợp này có ý nghĩa lớn lao và mọi người sẽ bắt đầu hiểu biết hơn. Thế vận hội Paralympic
Paralympic 2024 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ 28 tháng 8 đến 8 tháng 9, quy tụ 4.400 vận động viên xuất sắc nhất thế giới tại Pháp, thi đấu tại 20 địa điểm dành cho 22 môn thể thao. Môn golf có một biến thể và ngày càng trở nên phổ biến. Giải vô địch golf tốc độ Anh mở rộng đã diễn ra tại thị trấn Ascot phía tây London vào cuối tuần qua. Golf tốc độ kết hợp giữa chạy và đánh golf. Môn này đòi hỏi những cú đánh trong khoảng thời gian càng ngắn càng tốt. Tại giải vô địch golf tốc độ Anh mở rộng, vận động viên chủ nhà Luke Willett là người giành chiến thắng ở bảng nam sau khi hoàn thành 18 hố với thành tích 25 phút 39 giây. Willett từng giành danh hiệu này vào năm 2021. Còn ở bảng nữ, vận động viên Mỹ Lauren Cobb đoạt vị trí cao nhất với thành tích 40 phút 5 giây. Cobb hiện đang là đương kim vô địch giải golf tốc độ Mỹ mở rộng và cũng sở hữu nhiều danh hiệu khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chương trình sẽ tiếp tục mang lại cho quý vị những thông tin cập nhật mới nhất. Kính chúc quý vị một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng và xin kính chào tạm biệt.